xưa đó, tài xế chân trong chân ngoài là y gan nha anh em. Nhưng mà may mắn nhất là anh em mình đường đừng ở chung lối với ông nội này, không hết chung đường chung lối nghề xế mình. Sai một ly đi một dặm, còn đối với cái nghề lái này sai một ly là đi cả. Chiếc dép về nhá, chạy mất cả dép rồi đấy. Có ai quen mấy thằng này không, bảo chúng nó quay lại nhặt tôi dép về. Dép tôi vẫn để được tàu đấy nhá. Đường lần sau chạy chậm thôi, vấp ngã chiếc bố trong này.